Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại. Tôi là Phương Vũ Dưỡng. Yes. Chúc bạn ngày mới vẻ. Hôm nay tôi sẽ làm clip làm nhà trên cây. Làm nhà trên cây cũng không dễ đâu mọi người ạ. Tính toán để cho nó vững chãi rất là khó. Chúng tôi đang suy nghĩ cho làm cho nó vững chãi, không thì sau khi làm mà lên mà chẳng may mà sập thì rất là nguy hiểm. Bây giờ chúng tôi đang tính toán làm cái nhà nó chắc chắn. Sau nửa ngày chúng tôi đã làm được một cái sàn như này. Đấy. Thì tí nữa chúng tôi sẽ làm tiếp cái gọi là cái tường này, cái lóc này. Nói chung là bây giờ mới chỉ hoàn thành một phần thôi, còn rất nhiều việc làm phía trước nữa. Nhưng mà độc làm này nó mất nửa ngày rồi đấy. Cần phải làm nhiều. Cái nhà này tôi muốn đầy đủ tiện nghi, TV, tủ lạnh, LCD, đầu đài, cũ hỏng, bán đê. Cái nhà này sẽ cho đầy đủ tiện nghi nhé các bạn. Điện rồi nước các thứ lên. Đấy. TV máy giặt, điều hòa, tủ lạnh luôn. để đồ ăn cho nó mát luôn. Cái này không phải điều hòa, mát rồi. Cần điều hòa luôn, mang cả quạt xương lên đây luôn, cho thành điều hòa luôn. Cho chất luôn. Coi như đây là một cái nhà đầy đủ tiện nghi luôn. Lên đây ngủ hả? Thôi vậy anh em mình làm tiếp thôi, chứ ngồi đây làm nó phét thì đến đêm mới làm trong cái nhà này. Làm cái nhà trên cây quá vất vả luôn các bạn ạ. Hùng hục như trâu húc mã từ sáng giờ. Bây giờ thì hoàn thiện được cái lèn nhà này cũng rất là hay. Nhưng mà vẫn chưa làm cái mái bên trên nữa, mái nhà ấy. Vì thế là ánh nắng nó vẫn chiếu vào. Cái sàn này nó nóng lắm các bạn ạ. Cái sàn này gọi là cái sàn gì ấy. Nói chung là ánh nắng vào nó hấp thụ nóng bỏng chân luôn. Thì bây giờ chúng tôi đang cố làm một cái mái đây. Không biết làm mái kiểu gì. Làm cái nhà trên cây mệt thật các bạn ạ. Các bạn vận chuyển gỗ từ trên dưới lên đi, nó rất là vất vả. Thì bây giờ tôi nghỉ, tôi làm miếng dưa đã. Mệt quá. Minh ăn dưa, Minh ăn. Ăn đi. Dầu ít hột ngon đấy. Lấy cái lạnh quá anh con. Đấy, đây là cái cửa sổ nhé các bạn ạ. Cửa sổ nhìn ra cái ao sen này thôi. Nó quay gần đấy. Đấy, hay không? Đấy. Các bạn thấy thế nào? Đó, cửa sổ rất là hay nhá, nhìn ra cánh đồng cực kỳ thú vị. Mình nhả xem quay thẳng mồm. Sao quay thẳng vào dưỡng gặm con miếng dưa cho mình nuôi. Mày quay phim của gì mà quay thẳng mồm anh nào? Quay thẳng mồm anh trong xe cái mày, anh. Mày bấm thế nào quay thẳng mồm anh này không? Cái anh em quay sát đi. Em dí toàn mồm hết rồi, dí thẳng mồm hết rồi. Dí thẳng anh dưỡng cô anh dưỡng vào mồm anh. Quay nào nó đẹp chứ, quay tồi tệ hết. Mình ăn đi không hết rồi, anh ăn hết bố. Ngọt nàng gì, cô mà không ngọt nữa. Cô mà lạnh luôn.
đã hoàn thành căn nhà trên cây nha các bạn nhá. Thì bây giờ tôi sẽ review căn nhà trên cây của tôi cho các bạn xem trong nhà tôi có gì. Đầu tiên đó là một cái quạt điều hòa để giúp phá tan cơn nóng mùa hè. Các bạn là mùa hè nó nóng quá. Ui rồi, bật lên cho nó phả. Ui dồi ôi, mát quá. Sướng. Cái quạt hơi nước này thì lúc nào nó mát, nó mát lạnh nhỉ. Có cả chế độ các kiểu chế độ. Đấy, vật dụng đầu tiên nhá, trong căn nhà tôi nhá. Vật dụng thứ hai đó là bình hoa. À, các bạn thấy đẹp chưa? Chất không? Bình hoa sen nhà tôi ngắt ở dưới hồ lên luôn. Quá thơm luôn, quá tuyệt vời luôn. Và vật dụng tiếp theo đó là tủ lạnh. À, bây giờ tôi sẽ mở tủ lạnh cho các bạn xem tủ lạnh nó hoạt động được ấy. Trên cây này có điện luôn, nó không có, các bạn này bảo không có điện. Đó. Một cái tủ lạnh mini để chứa nước ngọt để làm lạnh ấy. Nói chung là mùa hè này phải cần những cái gì làm lạnh mới ăn mới uống được, như hoa quả phải cho vào đây để cho lạnh để ăn cho nó dễ vào. Đấy, nói chung là đây là một cái chủ thủ thần kỳ. À, cái đồ vật tiếp theo mới là quan trọng này. Đó là cái tivi. Đấy, mọi người nhìn chưa? Cái tivi này mới là chất này. Thì cái tivi này sẽ giúp mình giải trí những lúc nào mệt mỏi thì bấm vào xem linh tinh, nói chung là để giải trí. Thì bây giờ tôi sẽ bật cho bạn xem nhé, bật được đàng hoàng nhá. Ô, cắm điện chưa? Không bật lên rồi nhỉ? Được cắm. À, lên rồi. Tivi, tủ lạnh rồi. Rồi điều quạt hơi nước khác gì điều hòa đâu. Rồi mạng wifi nữa. Các kiểu nói chung là đại thức ăn. Ui rồi, nói chung là đây là một căn nhà đáng để sống. Đấy, bây giờ vào xem tivi bình thường, bật cho bạn xem này. Nhà trên cây đầy đủ tiện nghi. Đấy, các bạn thấy chưa? Chất chưa? Xem tivi trên cây luôn. Đấy, tivi chất, tivi 4K 50 inch luôn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại, tôi là Phương Hữu Dương. Đấy, thấy chưa? Chúc các bạn nó phải thế, làm nhà trên cây nó phải thế. Nhà chỗ này nó phải bằng một cái phòng trọ luôn đấy các bạn ạ. Nó rất là rộng luôn các bạn này, để được tivi, tủ lạnh các thứ. Nó còn mát nữa, lại gió trời này. Ấy, trời ơi. Đây có cái ban công này, thích nhất cái ban công này các bạn ạ. Ban công ngoài này ra đây ngồi mát cực luôn. Đấy, ngắm kiểu như là ngắm cái áp xe nhà tôi. Tối đến dắt cô là ra đây ngồi vui. Ui rồi, thế thì chị bảo với chị Thảo luôn. Tối đến dắt cô nào ở đây ngồi thế chịu đâu, thì chịu anh cô rồi. Anh cô rồi, anh cô như này là không được rồi. Bắt công quá mát. Tí bảo chị Thảo. Nhưng mà có cái ban công ngoài đây mát lắm các bạn. Đây có cái lỗ để giải quyết nỗi buồn nữa. Anh cô là giải quyết luôn đi, buồn đâu. Ô, mình ngồi chắn hết tivi, cả nhà đang xem tivi, mình chắn hết cái tivi thôi thì cả nhà xem tivi vậy. À, bật video nhiều view nhất của Phương Nuôi Dưỡng nha, nào đố mọi người biết à. Video gì ta? Chấm tất cả mọi thứ với cà phê à? Rồi. Đây cà phê. Chấm đây. Tất cả mọi thứ với cà phê 241 triệu view. Quá tuyệt vời, chấm mọi thứ với sao tinh 48 triệu view. Thách với tiền để ăn bò trên vườn 27 triệu view. Mấy video chấm từ hồi xưa rất nhiều view. Không biết bây giờ làm lại các bạn có ủng hộ không. Nếu mà các bạn video được nhiều like, tôi sẽ làm clip chấm tất cả mọi thứ nhé các bạn nhé. Đủ 100.000 like tôi sẽ tiếp tục làm series chấm tất cả mọi thứ. Mọi người like đi. Đấy, xem nhá. 241 triệu view, quá kinh khủng luôn đấy. Chào các bạn, hồi xưa ấy, cái video này là tôi mới làm YouTube ấy. Tôi đã nghĩ ra được cái series chấm tất cả mọi thứ đấy. Cái hồi xưa cả thử thách 24 giờ ở Việt Nam tôi là người làm đầu tiên các bạn ạ. Từ 3-4 năm trước tôi làm rồi. 24 giờ chơi game, 24 giờ trong nhà vệ sinh, rồi 24 giờ ngoài đồng, nói chung là cái thử thách 24 giờ là tôi làm đầu tiên ấy. Xong là rất nhiều bạn vào comment những video cũ của tôi bảo là thằng này toàn bắt chước người khác thế. Tôi đọc những bình luận đấy tôi chỉ biết cười thôi các bạn. À đúng rồi, còn rất nhiều bạn bảo là tôi bắt chước bạn Lâm Vlog. Xong là tôi không biết bạn Lâm Vlog là ai, tôi mới phải vào mạng tôi tìm xem mà Lâm Vlog là ai. Thế là tôi biết là bạn Lâm Vlog cũng làm YouTube. Thế chứ thực ra tôi chưa xem clip nào của bạn Lâm Vlog mà các bạn lại bảo tôi bắt chước ý tưởng bạn Lâm Vlog. Thật chứ không biết bạn Lâm Vlog là ai mà các bạn lại bảo là tôi bắt chước của bạn Lâm Vlog ấy, tôi không hiểu tại sao luôn. Rất nhiều bạn vào video tôi comment như thế. Rất nhiều bạn hỏi tôi là sao cái ảnh đại diện của anh cứ cho đỏ đỏ thế. Thì bây giờ giải thích nha các bạn nhá. Cái ảnh đại diện của tôi này, cả Facebook lẫn YouTube và tôi đều để ảnh Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Đấy. Mà vì sao? Là vì tôi muốn cho cả thế giới, tức là những người nước ngoài xem cái vực đến biết đến tôi thì sẽ bấm được vào xem, sẽ biết được cái hình ảnh của Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Cái vấn đề quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa ấy, thì nó rất là nhạy cảm. Từ hồi xưa bên phía Trung Quốc đã gọi là
Nói chung là tôi muốn bạn bè thế giới, trên thế giới biết là Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Ok, chỉ thế thôi. Để đại diện là suốt đời luôn, không đổi luôn. Chả bao đổi luôn. Đấy. Tôi bây giờ nghe nhạc đi cho đỡ chán. Có cái tivi to này chả nghe nhạc cho sướng. Anh em thích nghe gì? Vinh Nhật hay nhảy nhót thích nghe cái gì? Căn nhà này của tôi rất rộng luôn, các bạn có cả lan can, là các bạn biết là to cỡ nào đấy. Làm nhà trên cây xong rồi, review cho các bạn là trong nhà có gì cũng review rồi. Ủa mát thế. Ủa gió mát quá các bạn ơi. Mát này, sướng thật. Nhà trên cây sướng thật, thích thật đấy. Quá mát luôn. Thì kết thúc clip tại đây nhé các bạn nhé. Các bạn là tôi cũng làm nhà trên cây xong rồi, mà cũng review trong nhà của tôi có gì xong rồi. Thì cũng không còn gì để nói nữa. Thì cảm ơn tất cả các bạn xem clip tôi. Hẹn gặp các bạn ở các clip tiếp theo nhá. Nếu mọi người thấy clip này hay, cho tôi một like, một đăng ký và chia sẻ các bạn không xem. Xin chào tất cả các bạn.